Trung tâm Điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì này là một ngày tuyệt vời. Tại sao anh Phương nói tuyệt vời? Bởi vì là cứ có những đôi loa Mỹ đẹp và hàng còn nguyên thùng xốp như thế này là một ngày tuyệt vời để phục vụ các bác. Xin mời các bác hãy cùng anh Phương tìm hiểu về cặp loa ngày hôm nay. Thì trước mắt các bác thì ngày hôm nay anh Phương đang về một cặp loa JBL nguyên thùng xốp 4215. Em đang khui ra này các bác. Đấy. Hàng lần đầu tiên bóc tem các bác nhá, bóc siêu. Tất cả loa Mỹ nó rất là VIP các bạn này. Các bác nhìn cái loa này. Đấy. Mới cứng cựa, thơm phức mùi Mỹ. Tem tiếc giấy tờ đầy đủ luôn các bác. Đấy. 4215, đời cao, đời 4 số. Con này các bác nhớ cho em là cứ đời 4 số thì bao giờ nó cũng có cái xem cái rắc như thế này. Rắc này là rắc đánh gọi là tách biệt. Thì mình gọi là nếu mà theo cái ngôn ngữ của bên kỹ thuật gọi là đánh BI. BI là đánh bát riêng, chép riêng. Còn mình cứ hiểu nôm na là đánh chép đây. Đây nhớ các bác nhìn sơ đồ này. 1 cộng 1 trừ đánh giải bát này. 2 cộng 2 trừ đánh giải chép này. Nếu các bác mà đẩy 4 kênh chẳng hạn. Ví dụ như là các bác muốn tách riêng, chép riêng, bát riêng, đánh cái này nó hơi tốn đẩy một chút. Nhưng mà nó phải chuyên nghiệp, các bác lại phải dùng cốt để các bác chia quay, hoặc là dùng vang để chia quay, thợ nó phải cao cấp thì mới làm được việc này. Còn với gia đình thì chúng ta cứ đánh gọi là full jungle, tức là đánh cả bát cả chép qua phân tần. Đấy. Thùng vỏ con này thì cực kỳ đẹp các bác. Thùng vỏ con này thì nó trường loa. Nếu đặt trên chiếc những cái chiếc tivi đời cao bây giờ các bác. Những chiếc tivi đời cao bây giờ là chiếc tivi tầm khoảng độ 50 đến 75 inch. Nếu các bác đặt đôi này bên cạnh thì nó quá hợp lý luôn. Chiều cao của nó rơi vào tầm khoảng độ 70 phân thì phải. Chiều sâu tầm 46 hay 48 thì đấy. Chiều ngang con này thì rơi vào 42 phân thôi. Nó rất là gọn. Cho nên là chơi con này các bác thấy là nó trường loa nó rất là VIP. Và một điều nữa là gì? Là dòng này xin báo cáo các bác là gì? Dòng này thì nó bát của nó là bát mới cứng này, các bác nhìn là chưa qua sử dụng nha. Cái thứ hai là cái họng chép của nó là chép neo. Chép neo các bác nhìn cái đời 4 số cái họng chép nó thiên sâu như thế này. Sau đó đến đây nó tạo ra một cái góc mở, các bác nhìn đây nhá. Cái góc mở của nó như này. Nó tạo ra tiếng chép rất là hay và rất ấn tượng. Đấy. Các bác thấy không? Những cái con loa đời cao ấy trông cái họng chép này tại sao chép nó hay? Cái bát tại sao nó mềm mại nó êm ái? Bởi vì xin thưa các bác là màng của nó là màng bằng giấy gân vải lụa dầu. Đấy. Với cái gân này thì báo cáo các bác là loa Mỹ. Kể cả chơi 5, 10 năm hay 20 năm cái gân này nó rất là bền. Các bác không nên dưỡng gân nhé. Dưỡng gân nó sẽ bị bùng nhùng, cái gân này nó sẽ bị mềm đi. Mà thậm chí rằng là em cứ nói như này. Cái gân này ấy, là cụ thể là nó không có một cái chất nào để làm mềm nó như kiểu là hãng nó sản xuất đâu. Mà tất cả những cái dầu dưỡng gân mà đang bán trên thị trường toàn bộ nó là hàng ở bên chúng ta tự pha chế. Nó không có kiểm định. Cho nên nếu cho vào đây thì nó sẽ bị làm mềm cái chất này ra, làm mềm cái gân này ra. Sau đó một khoảng thời gian em sợ là nó mục. Nó mục bởi vì nó là hóa chất mà nó ăn mòn. Cái thứ hai là khi các bác làm mềm cái gân này thì nó không còn đúng nữa. Nó sẽ bị bùng nhùng và đánh thì cái bát nó ra, tiếng bát nó chậm, nó không dứt điểm được. Các bác lưu ý cho em là không nên sử dụng dưỡng gân đối với loa Mỹ. Còn loa Trung Quốc thì cái việc đấy nó rẻ, cái loại loa nó rẻ tiền thì các bác chơi thế nào việc các bác. Thế còn đối với em bán loa Mỹ thì các bác hỏi em là không bao giờ em nghĩ đến cái chuyện dưỡng gân. Bởi vì một thực tế cho thấy rằng là loa Mỹ đánh vài chục năm nó vẫn thế. Đấy, mới cũng thế mà bãi nó vẫn thế. Con này thì phân tần nó to như quyển sách luôn các bác. Vàng ươm này các bác này, nhìn này. Đấy. Một đôi loa như thế này hiện tại đang có giá chỉ có trên 20 triệu. Trên 20 triệu đồng một đôi loa mới cứng cựa. Anh em nào có nhu cầu đầu tư đến cặp loa này thì alo cho em các bác nhé. Có một cặp duy nhất. Và sang bên này chúng ta lại có một cặp loa 112M hàng lướt vừa về. Xin thưa các bác, đây là cặp lướt nha. Một cặp loa 112M lướt chưa qua sử dụng. Mới cứng. Chưa cắm điện ở Việt Nam luôn các bác. Nhìn này. Đấy, chưa cắm điện Việt Nam luôn. Bát biếc đẹp xuất sắc luôn các bác nhìn này. Chưa có một vết gọi là hoen ố thời gian. Củ chép mới cứng. Đấy, cặp loa này là cặp loa lướt.
Ui giời. Thò nhà em đã tháo ra kiểm tra kỹ càng, chuẩn chỉ luôn các bác. Một đôi loa duy nhất, một đôi loa 112M lướt. Đôi loa này thì em nhập cao hơn so với lại giá thành bình thường của những đôi loa bãi. Các bác lưu ý cho em là nó mới cứng các bạn. Đây này, số màng này, bát này, các bác nhìn cái loa này. Các bác nhìn cái bát này có sướng không? Chưa có một hạt bụi nào các bác. Mua được đôi loa như thế này về trưng bày chơi cũng đã các bạn. Đấy. Đôi loa Mỹ nòi tài phòi mới cứng, thơm phức. Cặp loa này thì xin đưa các bác là cặp loa nướt chưa qua sử dụng các bác nhé. Cặp loa này với giá thành của nó là 13 triệu một cặp này các bác. Bình thường một cặp bãi thì thường nó rơi vào 11 triệu rưỡi bao ship và bao zin. Còn cặp này là chưa qua sử dụng các bác nhé. Nhập cao hơn một chút với giá của nó là 13 triệu. Anh em nào có nhu cầu đầu tư đến cặp loa 112M hàng nướt này thì alo cho em. Số máy 0971998555 các bác nhé. Hàng nguyên bản chưa có một hạt bụi nào luôn các bác. Đấy. Ok, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.